Thị trường bùng nổ theo đà. Thế thì hôm nay thị trường ta có phải là một phiên bùng nổ theo đà không ạ? Chúng ta còn phải so xét kỹ ha. Nói chung là trong khi nhà đầu tư họ đang loay hoay giữa những cái suy nghĩ về việc là nghi ngờ đối với thị trường, số cái áp lực, nhiều cái động thái hoặc là nhà đầu tư người ta về bờ rồi người ta có một chút lãi sau một khoảng thời gian gồng lỗ, hoặc là rất là nhiều cái ý kiến chiến trái chiều về cái việc là thị trường ta có khả năng tăng giá hay không. Thì hôm nay thị trường ta đã xóa tan tất cả những cái nghi ngờ của anh chị nhà đầu tư. Chúng ta đang loay hoay nghi ngờ về đà tăng điểm của thị trường, cái yếu tố mở gap thị trường tiếp tục tăng. Thì hôm nay thị trường ta cho chúng ta một cái cảm giác tăng rất mạnh mẽ kéo từ đầu tới cuối phiên và gần như không có một cái lực bán nào thật sự đáng kể đối với cái quá trình tăng giá của thị trường. Anh chị có thể thấy hôm qua Nam có làm việc một cái video hướng dẫn về cái việc khả năng thị trường ta sẽ kéo lên trên quanh 1.400. Thì hôm nay thị trường ta lại tăng lên 1.394.09, tăng 21,36 điểm, một động thái tăng khá tốt. Nhưng mà hôm nay thị trường chúng ta có một cái phiên gọi là phiên bùng nổ theo đà mà, thì chúng ta cần phải xem lại xem là thị trường của chúng ta có bùng nổ theo đà hay không. Chứ không phải là thị trường này không phải ai hoặc là cổ phiếu nào tăng giá đâu, có rất nhiều cổ phiếu trong ngày hôm nay dưới cái tác động tăng mạnh của thị trường nhưng mà cổ phiếu đó nó vẫn giảm, thì anh chị lưu ý ha. Thì đối với một số gói kích thích hỗ trợ nền kinh tế thì gần như nó đang dần dần được hiện hữu vào trong thị trường chứng khoán và bắt đầu nó có những động thái mới nhất. Khi mà anh chị nhìn kỹ và ở đây Nam sẽ chỉ cho anh chị nhà đầu tư, đó là về việc thị trường tăng 21 điểm nhưng VN30 ở đây tăng tới 33,73 điểm, đóng cửa 1.510, tức là VN30 có một yếu tố thanh khoản và yếu tố tăng giá khá tốt. Mặc dù thị trường chung tăng giá ok nhưng yếu tố thanh khoản của thị trường chung gần như là không quá lớn, hay là còn nói là không có sự bùng nổ. Tuy nhiên VN30 là có yếu tố bùng nổ rất mạnh. Thì anh chị lưu ý ha, yếu tố VN30 bùng nổ là kèm thanh khoản có sự bùng nổ, thì Nam đánh giá hôm nay là một phiên bùng nổ theo đà của VN30 khi có rất nhiều cổ phiếu trong dòng VN30 tăng rất tốt nè. Anh chị thấy chủ yếu là nhóm ngân hàng sau một khoảng thời gian nó nằm đáy và chờ đợi dòng tiền rất lâu thì hôm nay nó cũng đã có những động thái hồi sinh khá tốt, và khi dòng tiền chạy vào nhóm VN30 thì dư địa thị trường của chúng ta mới có những cái yếu tố tăng giá tiếp tục. Thì cũng giống như Nam đã chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư từ những cái video của mình, nếu mà mình nhận định thị trường ở trong trạng thái bi quan tiêu cực thì mình đã cho bán hết. Cái dư địa và cái mong muốn cũng như cái chờ đợi của Nam chính là dòng tiền của ngày hôm nay, dòng tiền vào VN30, và đó chính là một trong những dòng tiền mang tính chất tiềm năng. Bởi vì khi VN30 là một là top 30 mã cổ phiếu có vốn hóa rất lớn trên sàn chứng khoán, chiếm tỷ trọng rất lớn trong VN Index và ảnh hưởng rất nhiều vào mặt dòng tiền của thị trường, mà nó có dòng tiền vào mạnh, nó có sự bứt phá thì cái dư địa thị trường của chúng ta mới lên cao, yếu tố kiếm tiền của anh chị nhà đầu tư nó mới bền vững. Và đa phần trong lúc mà thị trường ta bứt phá như thế này thì anh chị cầm nắm những cổ phiếu trong VN30, anh chị nuôi nó trong khoảng thời gian vừa qua, thì Nam đánh giá phiên hôm nay chính là một thành quả tương đối xứng đáng đối với những anh chị nhà đầu tư chúng ta đã nắm bắt những cổ phiếu VN30 trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thì anh chị lưu ý ha, trong video ngày hôm nay Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư chúng ta có thêm nhiều cái để anh chị biết về những cái điểm mua, điểm bán cũng như là những cái vùng bán của cổ phiếu nó ở đâu, và những cái gì mà anh chị cần phải lưu ý khi mà thị trường hoặc là cổ phiếu của anh chị nó đang bứt tốc, thì anh chị cần phải lưu ý những gì, chúng ta nên cầm nắm mua bán như thế nào, thì Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư trong video ngày hôm nay. Hôm nay anh chị có thể thấy nước ngoài người ta mua ròng khoảng 427 tỷ ha. Từ doanh thì người ta chưa cập nhật nên Nam chưa có update cho anh chị nhà đầu tư. Thế thì dao động của ngày hôm nay như thế nào và việc bùng nổ theo đà của VN30 nó nói lên cái vấn đề gì, thì Nam sẽ hướng dẫn anh chị nhà đầu tư trong video ngày hôm nay nhé. Ok, thì cũng chào mừng tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam ha. Dòng Nam Invest thì hôm nay Nam quay lại làm cái video cho anh chị hình dung về thị trường. Hôm nay mình cứ nghĩ là thị trường nó cũng tăng nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà hôm nay tăng quá mạnh kéo từ đầu đến cuối phiên và dòng tiền đang tỏa vào mạnh rất tốt và tạo ra một trong những cái biên giao dịch cực lớn và tạo ra cái mức lợi nhuận khá là ok. Thì đầu tiên là nếu anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nam, cũng như là khi mình coi video thì mình nhớ ủng hộ Nam bằng một nút like ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay vào đây mình phân tích về yếu tố thị trường. Ngày hôm nay thị trường chúng ta tăng khá mạnh, thanh khoản ở đây Nam đánh giá không cao lắm nha. Đối với một phiên bùng nổ theo đà thì thanh khoản này nó chỉ nhú những thanh khoản nó một chút thôi, thì nó không đạt cái phiên bùng nổ theo đà của toàn thị trường, mà nó đến từ cái yếu tố bùng nổ theo đà của VN30. Thì anh chị hình dung như thế, bởi vì sao mà thị trường chung nó lại không có yếu tố bùng nổ theo đà, nó chỉ đạt vào cái yếu tố tăng giá thôi, còn cái quá trình khối lượng thì Nam đánh giá là không đạt lắm. Bởi vì có rất nhiều cổ phiếu dòng mid cap hay là một số cái cổ phiếu dòng khác ngoài VN30 dòng tiền không vào mà chủ yếu nó đến từ VN30. Thế thì anh chị nhìn VN30 ở đâu để chúng ta hình dung ha, anh chị nhà đầu tư chúng ta nhìn vào VN30 VN30 ha. Ở đây anh chị nhìn vào VN30 nè, nó có gì ạ? Nó có một phiên tăng giá mạnh nè, khối lượng có sự bứt phá nè, và dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng. Đa số là dòng tiền ngân hàng hôm nay có sự bùng nổ là nên đánh giá khá ổn. Nó có điểm nhấn, nó có những cái mà sự chờ đợi của chúng ta trong suốt khoảng thời gian vừa qua nó tích lũy quá lâu rồi, mà hôm nay nó có dòng tiền vào, đây là một trong những tiền đề khá tốt. Bởi vì khi mà dòng tiền nó vào thì
thì bất kể cái giai đoạn phía sau anh chị làm gì nó cũng sẽ thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái dòng tiền mà nó gọi là dòng tiền bảo kê cho anh chị nhà đầu tư. Dòng tiền đó nó làm cho cái mức độ rủi ro của anh chị nó thấp đi, và chúng ta có khả năng tham gia thêm, chúng ta có khả năng đánh thêm, và chúng ta có thể định hình được cái trend và xu thế của nó. Thì anh chị thấy là trong cái khoảng thời gian vừa qua VN30 người ta tích lũy một khoảng thời gian rất lâu, sau đó nó tạo một cái phiên tích cung là phiên thứ sáu, phiên vừa rồi nè, và hôm nay là một phiên bùng nổ rất mạnh, tăng 2% với khối lượng bùng nổ, là nó đánh giá một phiên giao dịch khá tốt. Thì đó là VN30, thì anh chị phải hiểu là hôm nay là một phiên bùng nổ theo đà của VN30. Còn thị trường chung, đương nhiên VN30 tăng giá thì VN Index, một số mã cổ phiếu trong VN30 nó chiếm tỷ trọng rất lớn cho VN Index và Vốn hóa, thì nó ảnh hưởng lên VN Index rất nhiều, thì làm cho thị trường ta tăng giá đóng cửa quanh gần 1.400, khá nhanh đúng không? Trong khi chúng ta còn đang hoang mang lo sợ, rồi chúng ta làm gì ạ? Chúng ta còn nghĩ vào những cái gap lúc thị trường mở cửa, thì thị trường chúng ta lại có những cái nước bứt phá rất là tốt. Và giai đoạn này cũng là một gia trong những giai đoạn Nam đánh giá là rất là thích. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là một trong những giai đoạn mà nó kéo thị trường nó khá là đều, cũng như là cái giai đoạn này thông thường là trước cái ngày hôm nay thì nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ, mà nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ và phân vân, thì giống như Nam đã nói với anh chị, nhà đầu tư khi nào mà còn ở trong trạng thái là thị trường còn ngon, mình chỉ sợ những một điều là nhà đầu tư bắt đầu hưng phấn, và bắt đầu lúc mà mình nói về những vấn đề rủi ro thì họ bắt đầu là phản ứng trở lại, thì lúc đó nó mới rủi ro. Còn lúc mà chúng ta nói về đà tăng của thị trường thì chúng ta cứ nhìn thấy những cái comment phía dưới ở những cái video của Nam, sẽ có một số comment còn nói về thị trường sập, nó một số comment nói về các yếu tố mà mặt lại thị trường có khả năng A, có khả năng B. Thì trong quá trình có khả năng đó thì lúc nào thị trường ta lại có cái có những cái tỷ lệ về mặt bứt phá nó lại rất là cao. Thì anh chị lưu ý, đó cũng là một số cái yếu tố tâm lý của nhà đầu tư cá nhân thông thường trên thị trường trong giai đoạn này, nó cũng là như thế. Và thị trường ta bứt phá trong phiên này đánh giá khá tốt, tăng mạnh nè, kéo điểm nè, dòng tiền tập trung chủ yếu vào VN30, những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu như thế, thì dư địa của thị trường nó lại tiến lên rất là xa. Thế thì đối với cái dư địa này cũng như là khả năng tăng giá của cổ phiếu, anh chị cứ nhìn đi, không phải là VN đã tăng giá có rất nhiều mã nó vẫn đỏ, không phải là cổ phiếu nào cũng tăng, không, chắc chắn anh chị sẽ có những anh chị phải dính những cái mã như thế. Và vì sao ạ? Bởi vì dòng tiền nó không chạy hết vào trong thị trường chung, mà nó chạy tập trung vào chủ yếu VN30, thì đó mới là yếu tố về mặt là đẩy mạnh thanh khoản cũng như là mức độ tăng giá. Nên là anh chị phải hiểu là phiên hôm nay chính là một phiên bùng nổ theo đà của VN30, anh chị lưu ý như thế. Tới thì những cái cổ phiếu VN50 hoặc là dòng tiền của một số cổ phiếu trên thị trường nó bứt phá và dòng tiền nó đang chảy về đâu, thì anh chị cần phải lưu ý trong cái quá trình tăng giá của nó như thế nào, thì chúng ta cùng nhau đi phân tích một số cái dòng cổ phiếu ha. Hôm nay chắc chúng ta phải nói về banh rồi, hôm nay banh tăng tốt mà. Những cổ phiếu như BIDV này, dòng tiền kéo lên giá 40 mà có dấu hiệu điểm nhấn nhẹ nhẹ ở đây, thì khả năng nó sẽ kéo lên 42 tới 44 nha. Anh chị lưu ý đó, số mã này anh chị nào có, bởi vì cái nền nó tích lũy quá lâu, nó đang thiếu đi cái dòng tiền, mà những cái đó mình đang nói là đang thiếu cầu, và hôm nay nó đạt về lượng cầu rồi, thì đôi lúc là anh chị lưu ý những con này nó bứt lên giá 42, bứt lên 40 thì anh chị có thể mua gia tăng đối với những anh chị nào có sẵn nè, mua sau đó tăng lên 42, 44 thì anh chị bán ra. Lúc này dư địa của cổ phiếu nó tích lũy quá lâu thì nó sẽ có một cái nhịp tăng lên 42 với 44 nhé. Anh chị lưu ý là BIDV nó là có điểm nhấn dòng tiền ở đây, nên đánh giá khá tốt. ACB này, tăng tốt rồi, những cái phiên này mình hôm qua mà có nói đây là một nhịp tích cung với khối lượng thấp nè, no supply bar với khối lượng cực bé nè, thì xác suất cổ phiếu nó tăng giá khá cao. Hôm nay đóng cửa trên 32.6, dòng tiền có vào, mặc dù nó không lớn lắm, không lớn như những mã cổ phiếu khác, nhưng mà dòng tiền ở đây anh chị phải hiểu là lúc này cổ phiếu này nó tích lũy bị cạn cung rồi, tức là lượng hàng trên thị trường trôi nổi nó không quá nhiều, và những nhà đầu tư cần bán họ đã bán suốt trong cái giai đoạn tích lũy này rồi, thì lúc này cổ phiếu tăng giá nó sẽ rất là thanh thoát. Và Nam đánh giá cổ phiếu này, cái target của Nam hướng tới cho anh chị nhà đầu tư trước mắt sẽ là 34, nó có một cái biên khoảng cỡ 31 tới 34, đâu đó khoảng cỡ 10% cho anh chị nhà đầu tư trước mắt nha. Tiếp theo là HD Bank, hôm nay bùng nổ mạnh mẽ này, test đáy thành công này, nhưng mà những mã này thì tăng lên thôi, để mình cơ cấu nằm nghỉ anh chị đánh qua mã khác nó sẽ đẹp hơn. Thứ nhất, cái thế của nó không được đẹp như những mã khác. Thứ hai nữa là cái vùng kháng cự trên này nó khá nhiều, thì lúc này anh chị lưu ý là những con này đà tăng của nó trước mắt sẽ là vượt 26 để nó tiến lên khoảng 27. Thì anh chị lưu ý đây là một trong những cái vùng khả năng cổ phiếu nó sẽ có áp lực bị bán nhẹ đâu đó thôi. Nếu anh chị nào thích thì cơ cấu, không thì giữ cũng được, không vấn đề gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nào lực bán trong đà tăng thì nó cũng có, nhưng mà cái quan trọng là nó sẽ tiêu hóa cái lượng nó ngay những cái vùng này như thế nào. Thì anh chị cùng nhau và chúng ta nhìn xem là cái lực cổ phiếu lên này nó ra làm sao ha. CDG này, bán hết những phiên này rồi thì lúc này cổ phiếu bùng nổ, Nam đánh giá rất là bình thường. Thì target của mình trước mắt con này sẽ là 32. Ở đây nó sẽ có một cái lực bán chắc chắn, là nó sẽ có những cái lực bán quanh đây. Thì anh chị lưu ý, đối với những cái lực bán ở đây anh chị đừng có sợ quá. Cổ phiếu bùng nổ tăng giá mà lên nó bị bán là bình thường, nên đừng có thấy cổ phiếu nó lên tới cái vùng đó nó quay đầu quá chút lại nha. Hoặc là chúng ta làm gì sợ, chúng ta bán ra, mà đôi lúc nó cần có một khoảng thời gian nó nghỉ chân lại. Nó nghỉ chân để nó lấy đà thì nó mới lên tiếp. Vì thế hôm nay dòng tiền nó vào đánh bứt phá dòng đáy ở đây là Nam đánh giá khá tốt rồi. Nó đã đè xuống đây là lụng hết, cắt lỗ hết cái vùng này rồi, thì lúc này cổ phiếu đánh lên nó sẽ rất là thoải mái. Ở đây đã có một cái lượng gom hàng rất lớn này, tích lũy rất nhiều phiên có khối lượng thấp này. Thì anh chị lưu ý lúc này dòng ngân hàng Nam đánh giá khá ok. Anh chị lưu ý, lúc này mình đã chú ý về cái lượng lượng cung
và chờ cái lượng cầu và đã rất lâu rồi, thì hôm nay nó mới thỏa mãn được những cái tiêu chí của mình. MB, những con này xác suất tăng giá của nó đương nhiên là phải cao, và hôm nay khối lượng vào khá tốt, bứt lên 28 gần 29 đó. Thì khả năng ngày mai thì con này nó sẽ bứt lên. Và trong quá trình mà cổ phiếu nó bứt lên vào ngày mai á, thì áp lực khả năng của nó sẽ bị chốt lại trong ngắn hạn sẽ khá cao quanh cái vùng giá 30. Nên lên trên này cổ phiếu nó có nghỉ chân á, thì anh chị cũng cứ kệ nó nha. Đừng có quá gọi là hoang mang hoặc là sợ hãi mất lãi gì đó, canh bán ra. Cổ phiếu bứt lên gặp áp lực chỉnh là bình thường. Nên mình cứ nắm những cổ phiếu tích lũy đáy rất lâu rồi. Dòng tiền nó vào ở đây thì mình cứ tự tin nắm giữ thôi. Techcombank thì chắc có lẽ mà không phải nói nữa rồi đúng không? Nó đã tích lũy quá lâu, dòng tiền hai mấy triệu ở đây quá đạt nè, bứt lên. Thì trước mắt con này ngày mai nó sẽ lên quanh giá khoảng 54. Quan điểm của mình là trong cái giai đoạn này thì thông thường mình không hay mua. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là mình đã mua khá nhiều trong cái giai đoạn phía dưới rồi. Ví dụ VN-Index trong giai đoạn này nè. Quan điểm của Nam trong giai đoạn này nè, là thông thường mình mua rất nhiều. Anh chị nào nhà đầu tư trong room mình thì thông thường trong giai đoạn này mình mua khá nhiều và thông thường mình không bán cổ phiếu. Mình cũng đã có chia sẻ cho anh chị đầu tư kể cả trên YouTube mình nói y chang thôi. Chả khác gì cả. Thì lúc này những cổ phiếu là như Techcombank nó lên trên này thì nó sẽ có một số cái lực bán đâu đó ít ít. Anh chị lưu ý trong cái đà tăng như thế này thì mình thích là một là ngồi xem, hai là mình canh bán margin, chứ mình không có ở trong trạng thái hay đuổi vào. Anh chị lưu ý lúc này cổ phiếu nó đã xác nhận rồi, thì anh chị lưu ý ngày mai lên cái vùng giá mình target cái con này khoảng 52 thôi, mà nó lên được 53 thì ngày đang ngày mai bán quán tính của nó sẽ kéo lên quanh khoảng 54. Thì quanh cái giá 54 khả năng áp lực bán nó sẽ có, nên anh chị lưu ý lúc này cổ phiếu chắc chắn nó sẽ có những cái lực chốt lại. Thì anh chị nào có hàng anh chị cứ nắm thôi. Giả sử như anh chị mà sử dụng margin trong cái giai đoạn phía dưới này là chúng ta ôm nhiều quá, ôm 50-70% margin thì lên trên giá 53, 54 thì mình bán ra, Nam đồng ý. Nhưng nếu anh chị nào nhà đầu tư chúng ta đầu tư bằng tiền mặt á, thì Nam đánh giá là khi mà cổ phiếu nó lên trên này áp lực nó bán ra, anh chị đừng có bán, xác suất anh chị bán ra là mất hàng khá cao. Cái việc mà chúng ta bán trong lúc mà cổ phiếu nó tăng giá và mới bước vào chân như thế này nè, chỉ có một cái duy nhất nó phù hợp, đó là anh chị bán đi cái phần lượng margin mà anh chị đang có thôi. Đó là anh chị gom và margin nó có lãi thì anh chị bán để anh chị hạ. Để làm gì? Bởi vì cái quan điểm mà chúng ta đi dùng đòn bẩy á, đó là chúng ta đi mượn của người khác, đi mượn của công ty chứng khoán, và cái nồi á mà đi mượn á mà có được á, là anh chị phải trả. Chứ còn mà nếu mà anh chị hâu á, hoặc là cổ phiếu nó điều chỉnh, nó là anh chị nó sẽ cắn vào cái đồng vốn của anh chị, nó sẽ rất là rủi ro, hoặc là nó sẽ cắn vào cái lợi nhuận của anh chị, thật ra cũng không hay. Nên cái quan trọng là khi anh chị sử dụng margin á, thì trong lúc mà cổ phiếu tăng giá thì anh chị nên lợi dụng cái phần margin đó, và anh chị trong trạng thái là chốt lại cái phần margin đó đi. Còn đương nhiên anh chị xài tiền mặt thì anh chị phải nắm những cái con sóng này nó rất là lâu. Bởi vì sao? Bởi vì quá trình tích lũy của nó đấy là nó ở đây là khá lâu rồi. Còn nếu anh chị nào xài margin thì tăng lên đây nên hạ nè. Còn nếu mà không xài margin thì cứ cầm thôi. Con này nó lên trên này áp lực bán của nó sẽ có, nhưng mà lúc nó bị áp lực bán nó đừng có hoảng quá mà bán ra nha. Anh chị lưu ý như thế. Lúc này cổ phiếu lên trên này chắc chắn nó sẽ có một áp lực nào đó. Nam nghĩ là không nhiều đâu, nhưng mà nó sẽ có lực bán, người ta chốt lại rồi người ta về bờ gì đó. Thì lúc mà người ta đã về bờ những cái nhịp đó thì anh chị đừng bán ra. À, lưu ý nhé, cứ cầm thôi, nó là có những cái điểm xác nhận như thế này thì cứ nắm thôi. Lúc này là cổ phiếu rất thoải mái rồi. Vietcombank hôm nay có một cái nhịp hồi lên khá được, nhìn chung con này dư địa đâu đó khoảng 102. VB này hôm nay đóng cửa 36.8 khá đẹp, lên trên này nó sẽ có một áp lực bán đâu đó vô hình. Ở đây nhà đầu tư bị kẹp ở đây vẫn có, trước khi người ta chia tách cổ phiếu ha, thì anh chị lưu ý lúc này cổ phiếu lên trên này áp lực bán của nó sẽ có, thì Nam kỳ vọng nó lên trên khoảng 37 này, tích lũy lại một khoảng thời gian nhỏ nhỏ, thì lúc đó nó sẽ có những cái động thái tiếp theo, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị nhờ tới tiếp tục. STB này, hôm nay hồi lên khá tốt. Thì đối với STB thì nó sẽ có một cái cạn ngắn đâu đó khoảng 27 và trên 27, lúc này lực bán của nó sẽ có nha. Thì anh chị lưu ý đối với một số điểm như STB thì mình hôm nay dòng tiền nó không được vào mạnh lắm, đa phần nó vào hết MB và Techcombank rồi. Nên là dòng tiền ở đây Nam đánh giá cũng không phải là dòng tiền mạnh mẽ đến từ tổ chức của STB, nhưng mà đối với đà tăng của thị trường thì lên trên này nó sẽ có một chỗ cái lực bán nhất định. Thì anh chị cứ chờ nó tiêu hóa thôi, những cổ phiếu không xấu thì anh chị đừng có hoảng quá mà bán ra. Lên trên này lực bán có mà cổ phiếu nó đỏ trở lại thì mình cũng đừng có trong trạng thái là cứ đòi bán, bởi vì anh chị bán ra rất khó mua lại, bởi vì dòng tiền nó đã chảy hết vào VN30 rồi. Và khi dòng tiền nó quay trở lại, đó là một trong những cơ hội khá tốt cho anh chị nào nhà đầu tư chúng ta cầm nắm và chờ đợi những cái điểm mua gia tăng trong cái giai đoạn dòng tiền vào phía sau. Lưu ý nha. NFP ha, sau khi chuyển sàn thì cổ phiếu này lên 30.3, tăng 3 cây này là quá nụt, dòng tiền 50 triệu cổ phiếu là quá là khét. Đó là anh chị nào có thì nắm thôi. Đối với những cái game như SHB thì anh chị có thì cầm. Liên Việt này hôm nay tăng dòng tiền vào khá ổn, thì kỳ vọng nó sẽ lên đâu đó khoảng 23.3 cho anh chị nhà đầu tư. Đây cái target ngắn của cổ phiếu, cái thế của những con này nó ở dưới này rồi, thì mai mốt nếu mà mua nó thì Nam nghĩ sẽ chờ nó hơi lâu. TB hôm nay đóng cửa 43.1, thì Nam nghĩ là hôm nay dòng tiền con này thực ra nó không đánh,
mà là đánh theo dòng ngân hàng cho bản chất cổ phiếu này ở trong giai đoạn này nó cần phải tiêu hóa lượng cung khá là lâu. Nếu mà dòng ngân hàng nó có yếu tố là tăng hôm nay mạnh thì ngày mai nó điều chỉnh lại một chút ấy, thì thông thường những mã này áp lực của nó sẽ bị chốt lại khá cao. Nên anh chị lưu ý đến một số điểm TP băng bùng nổ với khối lượng không lớn lắm thì lưu ý đừng có mua đuổi những cái điểm như thế này. Tích lũy lại với khối lượng thấp mới là một trong những cái điểm mua trong cái giai đoạn bùng nổ phía sau. À, chúng ta đánh có nguyên tắc một tí thì mọi thứ nó sẽ ổn. MSB này hôm nay tăng nhìn chung khá ổn thì kỳ vọng nó sẽ kéo lên quanh 24 cho anh chị trước mắt. Lên trên này sẽ gặp lực bán nha. OCB hôm nay tăng khá ok. Thì lúc con này như Nam đã nói rồi, lúc mà những cái cổ phiếu nó có dòng tiền vào đây thì nó có một cái cản ở đây rất là mạnh. Đây là một cái vùng kháng cự mà rất nhiều lần nó chưa vượt qua được, nên là khi nào nó vượt qua khối lượng lớn thì chúng ta mới tính cái điểm mà chúng ta đánh vào. À, anh chị lưu ý. ABB nay tăng nhìn chung là khá đẹp, tăng 2,4%. Dòng tiền không vào mạnh nhưng mà nếu mà nó bò chung thì nó sẽ bò lên được trước mắt là 22. Vượt qua 22 với khối lượng lớn thì mới tham gia vào. Anh chị lưu ý đó là An Bình nha. BBB, những con này hôm nay dòng tiền vào khá tốt rồi. Thì kỳ vọng nó sẽ kéo lên đâu đó khoảng 22 cho anh chị nhà đầu tư. Đối với dòng ngân hàng thì mình đánh giá những cái con mà upcom như thế này, chờ đợi dòng tiền vào lớn có khi nó đánh sẽ rất là đi. Đó là những mã như BBB thì anh chị đâu có thì nắm thôi. Không phải lo lắng đâu, lúc này anh chị đầu tư khi mà anh chị nắm được những cái dòng tiền nó vào như thế này thì chúng ta đánh nó sẽ rất thoải mái và cứ yên tâm ngồi chờ đợi dòng tiền thôi. Nhưng hãy nhường thị trường cho những nhà đầu tư họ bán ra trong giai đoạn vừa rồi và họ bắt đầu phải mua lại lúc mà thị trường chúng ta tăng giá, thì lúc đó là những cái thời điểm tốt nhất để anh chị ngồi rung đùi và chúng ta cầm lại. À, rất nhiều nhà đầu tư ở trên thị trường này nếu mà nhà đầu tư họ không bán ra trong cái sự nghi ngờ thì thị trường chúng ta rất khó tăng. Nếu mà không có những cái động thái đó thì nhà cái người ta rất khó kéo. Nên anh chị lưu ý là trong cái lúc nghi ngờ thị trường đó là một trong những cái trạng thái mà chúng ta cần phải đánh cược, và khi mà mình đánh cược thắng cái việc của mình là ngồi chờ người ta mua lại cái phần lại của mình. Đó là một trong những trạng thái mà anh đánh giá là trong cái quá trình đầu tư đây là một trong những trạng thái tốt nhất của những nhà đầu tư cá nhân và đặc biệt là những nhà đầu tư chúng ta cầm nắm hàng trong xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua. À, anh chị lưu ý đó là dòng ngân hàng nha. Tiếp theo chúng ta nhìn vào thép Hòa Phát này. Nó không chỉnh được luôn. Nhưng cổ phiếu nó thật sự là không chỉnh mà hôm nay còn nổ lên, bứt qua cái nền là kéo lên một cái nền mới. Thì Nam kỳ vọng cổ phiếu nó tiếp tục tạo ra một cái nền này. Và lúc mà cổ phiếu nó tạo được một cái nền số 3 ở đây thì mình sẽ đánh vào cái nhịp nước rút của HBG trong giai đoạn tới. Anh chị lưu ý nha. Tiếp theo là Hoa Sen này. Ở đây cổ phiếu tiếp tục tạo nền này. Tạo một cái nền tích lũy quanh 48 và đây Nam đánh giá là khá tốt. Kỳ vọng tiếp tục tích lũy trong giai đoạn này. Lúc này những nhà đầu tư họ chán nản khi cầm Hoa Sen có lãi trong khoảng thời gian vừa qua, họ sẽ bán ra để người ta cơ cấu qua những dòng khác và lúc này cổ phiếu sẽ có những động thái tích lũy tốt. Và khi cổ phiếu tích lũy tốt trong giai đoạn sau thì mình sẽ đánh nó. À, anh chị lưu ý lúc này thì bên Nam đã bán hết Hoa Sen rồi. Trong cái giai đoạn bùng nổ như thế này thì mình bán hết ra rồi, mình cơ cấu qua mình đánh Hòa Phát. Nhưng nếu mà có Hoa Sen tích lũy lại tốt, có thể mình sẽ quay trở lại tư vấn cho một số anh chị nhà đầu tư chúng ta vào sau. Anh chị vào group sau thì mình sẽ tư vấn cái điểm mua mới sau, bởi vì lúc này chúng ta mua mới open một cái điểm mua mới nó rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường nó đã tăng, nhà đầu tư đã đi theo mình từ các giai đoạn phía trước thì đã có một cái phần lãi khá lớn rồi, mà bây giờ chúng ta vào sau chúng ta phải mua một cái điểm nào đó thì chúng ta phải tính toán cho nó kỹ một chút để cái mức độ mà chúng ta rủi ro nó thấp thì nó sẽ mới an toàn. À, chị lưu ý nha. Nam Kim nè, hôm nay Nam đánh giá phiên này là chưa bứt khỏi nền được, bởi vì áp lực bán là khá cao, khối lượng lớn mà không bứt được thì anh chị lưu ý những mã này tạo nền thì sẽ ok hơn. À, lưu ý nha, quanh 48 sẽ ổn. TLH, những con này thì Nam nghĩ áp lực quanh đây là nó lớn, trong khi hôm nay dòng thép tăng, Hòa Phát có sự dẫn dắt mà những con này không tăng được là cho thấy là áp lực bán của nó là khá nhiều, dòng tiền nó chạy vào mấy công ty là chính. SMC tăng lên đây là bị đuối nè, cho thấy đây là mức độ đeo bám của nó có xuất hiện. Thì thông thường những mã này không có mở được điểm mua mới đâu, anh chị nào có thì nắm thì may ra nó sẽ kéo nó được khoảng 60, nhưng mà những cái điểm bứt phá mà không bùng nổ như thế này thì mình không nên mua mới. Áp lực bán của nó trên cái vùng lên cao này là khá nhiều, đu vào xác suất ngay đỉnh nó là tương đối cao, anh chị lưu ý một số cái điểm này nha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói về dòng trụ ha. BVH hôm nay kéo lên như thế này khá ổn, xác suất ngày mai đánh tương đối cao. Nam nghĩ là hôm nay những con này nó chậm lại để nhường sân cho mấy con kia, thì đôi lúc mà ngày mai mấy mạng kia nó tăng lên một chút áp lực nó bị bán, giống như nãy giờ Nam có chia sẻ cho anh chị nhờ từ một số cái điểm á, mà cái cổ phiếu nó sẽ có một số cái lực bán nhỏ không có quá đáng ngại,
nhưng cổ phiếu khả năng dừng chân cái đà tăng của nó để nó nghỉ lại một nhịp trước khi nó tăng khá cao. Thông thường những mã này đang nghĩ là ngày mai nó sẽ tăng, nên là nếu anh chị nào có thì đang nghĩ anh chị cứ nắm thôi. FPT này hôm nay tại tích cung khá đẹp, đóng cửa cao tương đối tốt ha, cổ phiếu này giảm xuống là tổ chức người ta mua hết. MWG hôm nay cái thế này là cũng khá đẹp đó nha anh chị nhà đầu tư. Thông thường những cổ phiếu này đang kỳ vọng nó sẽ test đỉnh và bức đỉnh đã kéo thị trường chúng ta lên. BNG cũng thế, hôm nay con này tăng khá ổn, nó sẽ test là cái vùng đỉnh giá 108. Nếu anh chị nào có thì nắm thôi, không mở mua mới những cái điểm như thế này được. Vinhome cũng thế, hôm nay đóng cửa cao nhất phiên này, kỳ vọng nó sẽ kéo lên đâu đó khoảng giá 83 vào ngày mai. Lúc này cổ phiếu, những cái cổ phiếu này dòng tiền nó vào đỡ và đánh ở đây nên đánh giá khá ổn. VIX hôm nay con này tăng khá ok ha, từ này nó sẽ kéo lên quanh khoảng 96, 95, 96 thì đỡ cho anh chị nhà đầu tư. VRE hôm nay dòng tiền vào đánh lên khá luôn, đánh một nhịp nè. Hôm nay đánh tiếp nhịp số 2 thì Nam kỳ vọng khi nó vượt qua được 30 rồi á thì kỳ vọng nó sẽ kéo lên được giá khoảng 32 cho anh chị nhà đầu tư. Khi nó đã đánh bứt được cái đỉnh này thì kỳ vọng nó sẽ kéo lên được 32. Nên nếu anh chị nào có thì chúng ta cứ tiếp tục nắm thôi. Những cái điểm này thông thường không mua mới. Khi thị trường nó đã tăng điểm thì đừng có ráng mua mới làm gì cả. Khi anh chị mua mới một mã cổ phiếu phải cân đo đong đếm rất là kỹ, bởi vì xác suất chúng ta dính vào những cái nhịp nghỉ hoặc nhịp chỉnh của cổ phiếu rất là cao, mà lỡ mà nó chỉnh khoảng vài 3% ta mất đi một cái cơ hội tốt để chúng ta mua lại những cái vùng giá tốt hơn thì nó sẽ không hay. Nên đôi lúc này anh chị nên kiên nhẫn. Đối với những anh chị nào mà chúng ta đã bán ra hàng rồi, thông thường trong giai đoạn này thì ưu tiên là chúng ta phải có một cái lượng hàng đủ tốt để chúng ta có thể cầm lại trong cái giai đoạn này à, anh chị lưu ý nha. Masan nè, hôm nay nhìn chung thế như thế này là khá đẹp. Như con như Nam đã nói, con này chỉ có một điểm mua là vượt đỉnh thì có thể tham gia. Vinamilk ha, hôm nay đóng cửa quanh 90, nhìn chung là khá tốt thì vẫn như thế thôi. Con này anh chị nào muốn mua mà điểm mua mới thì nó phải bùng nổ vượt 92 thì mua, khối lượng 8 triệu thì lấy, còn không thì thôi. Lúc này cổ phiếu đã có những cái nhịp test đáy tham gia khá thành công, nếu ngày mai nó vượt 92 thì có thể lấy. Đó là những cái điểm mua mới an toàn cho anh chị nhà đầu tư. Nếu mà nó không đạt được những cái tiêu chí đó, anh chị tham gia và mức độ rủi ro của anh chị là cao. À, lưu ý số cái điểm vậy nha. Tiếp theo chúng ta nói về dầu khí nè, ta có BVD. Anh chị trong những cái điểm này cổ phiếu này đang giá là mức độ đeo bám và đẩy khá lớn. Khi giá dầu nó tăng mà những cổ phiếu nó không tăng được, chứng tỏ dòng tiền bị đu ở đây là rất nhiều. Nên thông thường á, thị trường bình thường thì nó sẽ như thế này, nhưng thị trường có vấn đề là nó sẽ cong xuống đây ngay. Anh chị lưu ý lúc đây là những cái pha rũ bỏ, loại bỏ những nhà đầu tư đeo bám ở đây. Bởi vì bây giờ thị trường đang tốt mà nó còn không tăng được. Giá dầu như thế nào, giá dầu đang rất sụp bọt mà nó còn không tăng. Tức là tất cả những thứ đang rất ok, nó không tăng, cho thấy lượng đeo bám ở đây là rất nhiều. Thì nếu con này nó rủ được một cái mà nó đi lên lại thì nó mới bền. Còn nếu nó tăng luôn thì em nghĩ là áp lực của nó sẽ cực lớn. BVS nè, anh chị thấy nó tích lũy liên tục mà không bứt phá được không? Dòng tiền hôm nay có vào đánh mà nó vẫn bị bán ngược trở lại, chứng tỏ ở đây lượng nhà đầu tư đu vào trong những cái điểm như thế này. Khi chúng ta nhìn vào giá dầu hay còn nói là những cái điểm FOMO thì anh chị lưu ý, thông thường những cái điểm như thế này nó phải thiếu đi một nhịp rũ bỏ. Nếu nó rủ thành công thì giai đoạn phía sau là cơ hội để cho chúng ta tham gia. Và thông thường những mã cổ phiếu này mình sẽ canh những cái nhịp rũ, nhịp mà loại bỏ những nhà đầu tư đeo bám ở vùng đỉnh ra ngoài, thì lúc đó là cơ hội để chúng ta có thể tham gia trong cái giai đoạn phía sau. BLX thì thế, hôm nay bước lên tốt rồi, kéo lên 56 nha. Ga nè, hôm nay cũng như thế, kéo lên mà khối lượng tăng nhưng mà giá lại không tăng à, lúc này sẽ hơi đắn đo. Những cổ phiếu này nó tăng thì được nhưng mà nó không mở ra cái điểm mua mới cho anh chị nhà đầu tư đâu. BVT nè, anh chị thấy không, lượng nhà đầu tư đeo bám vào đây rất nhiều, làm cho cổ phiếu rất khó tăng. Tăng sẽ được nhà đầu tư đu hết vào cái phần như thế này mà. Thông thường tổ chức á, nó họ lên trên này nè, họ kiểm tra lượng cung phải liên tục. Khi nào nhà đầu tư nhả ra họ mới bán, họ mới kéo lên, chứ nhà đầu tư cứ đu vào cướp những cái vùng giá mà người ta đang tích lũy lại đây là rất khó đánh. Lúc này chúng ta phải chờ đợi dòng tiền, nếu mà nó không có là nó sẽ rủ ngay. À, anh chị lưu ý số cái điểm như là dòng dầu khí nha. BSR hôm nay tăng như thế này là khá ổn, chờ nó vượt cái định giá 22 xem như thế nào ha anh chị nhà đầu tư. Thông thường đối với BSR thì mình nghĩ là bởi vì nó có lãi nên ra là mọi thứ của nó vẫn tốt hơn những mã cổ phiếu kia. Cái câu hỏi của những cái dòng dầu khí à, chỉ có BSR thì mình biết là khả năng nó lãi và tăng trưởng so với phía trước. Còn số điểm như BVT à, là BVD là BVS á, thì những cái câu hỏi về mặt là lợi nhuận so với quý trước như thế nào, nó có sụt bỏ hay không, đó là một cái câu hỏi nó hơi khó và chúng ta phải chờ đợi những cái thông tin đó ra. Nên là anh chị lưu ý những cái điểm như là con BSR thì mình đánh giá ok hơn, thì nếu mà nó vượt được 22 thì nó sẽ kéo lên 24. Cái thế này của cổ phiếu như chúng cũng đẹp, anh chị nào có thì nắm thôi. Đó là một số cái cổ phiếu dòng dầu khí nha. Tiếp theo chúng ta nhìn vào chứng khoán này, SSI này. Hồi lên được giá 42 là cái vùng cản mà Nam đã vẽ cho anh chị nhà đầu tư, và thông thường nó lên trên này để nó tăng tiếp sẽ hơi khó. À, nếu anh chị nào có thì chúng ta cứ nắm thôi, quan sát cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu quanh cái vùng này. Bởi vì hôm nay là điều kiện tốt để nó đánh, mà nó không đánh mà nó chỉ kéo lên như thế này á.
như thế này à, anh chị lưu ý thì thông thường những mã này thì lên trên này chờ coi nó tích lũy và tiêu hóa như thế nào, nhìn chung nó không xấu nhưng mà ngắn hạn thì đà tăng của nó sẽ bị chật lại đây một chút, nên là anh chị lưu ý những cái điểm này không phải quá lo lắng đâu. HCM này, sau khi chia tách này, cổ phiếu này tăng giá mạnh, khối lượng không có, thì thông thường những cái điểm mà burst lên như thế này là cơ hội để anh chị nên cơ cấu đấy. Cái điểm này nhà đầu tư bị kẹt quanh giá 40 này rất nhiều. SHS nó đang kéo vào cái vùng giá 39 là cái vùng cản, anh chị thấy những cổ phiếu này dòng tiền nó không vào. Cái tăng giá ở đây là do nhà đầu tư họ thấy những cái con khác được đánh lên, người ta lua và người ta đánh những mã hay, với bản chất những con này tổ chức người ta không đánh. Nên thông thường những mã này mà nó kéo lên vùng này thì Nam nghĩ là nó sẽ gặp một số cái áp lực bán nhất định. Anh chị lưu ý nha. VCI lên trên này áp lực bán sẽ tương đối lớn. Thì thông thường những mã như thế này thì lên trên này cái dư địa của nó anh chị phải tính toán lại một chút. Bởi vì lúc này dòng tiền của nó có một nhịp rũ nè, vào tiền nè, kéo lên kháng cự, nó đang thiếu đi một cái nhịp mà nó xác nhận về mặt là cổ phiếu sẽ bứt phá mạnh mẽ và dẫn sóng. Thông thường những mã này chúng ta không nên nói quá nhiều về dư địa của nó. Chúng ta chỉ nói một cái điểm là nó có bứt được đỉnh với khối lượng lớn để nó kích hoạt được dòng tiền cũng như nó chấp nhận đánh một trận mới hay không. Nhưng mà lúc này nó chưa có thì thông thường những mã cổ phiếu này dù giá 62, 63 chúng ta cũng không nên tham gia vào, mà chúng ta phải chờ nó bứt qua 66 với khối lượng lớn. Thì lúc đó nó xác nhận đánh thì chúng ta đánh nó mới an toàn, và anh chị đu vào đây là xác suất dính ngay đỉnh nó cực cao. Anh chị lưu ý ha, cứ theo về đây bớt lên như thế này bò bò lên là khá ổn, thì nó có một cái lực cản ngắn quanh giá 54, thì lúc này đang nghĩ cổ phiếu này thì nó không quá đáng ngại, nếu anh chị nào có thì người ta nắm thôi. Điểm mua mới thì mình nghĩ là đối với dòng chứng khoán thì sau khi nó chia quyền xong thì cái mức độ mà chờ đợi thời gian nó sẽ mất thêm khoảng thời gian hơi lâu, nên anh chị phải chờ đợi dòng tiền. Lúc này dòng tiền anh chị nhìn khối lượng nó có vào đâu, chưa vào, mà lúc này nó chỉ tăng theo thị trường chung thôi. Nhà đầu tư làm gì, nhà đầu tư thấy banh đang tăng thì người ta đánh vào chứng, thì lúc này anh chị phải chờ đợi dòng tiền vào chứng khoán. Lúc mà dòng tiền đang đánh giá là tổ chức người ta chưa đánh thì chúng ta cứ chờ khi nào dòng tiền nó vào chúng ta đánh, trong giai đoạn sau nó vẫn ổn. Lúc này cổ phiếu không xấu á, không xấu, anh chị lưu ý cổ phiếu vẫn ổn, tăng tốt thì nó kéo lên quanh 54. Nam đánh giá dư địa của con này hôm trước đã nói từ giá 48 sẽ có một dư địa đâu đó khoảng 54 cho anh chị nhà đầu tư trong cái biên hộp đa phát như thế này. Tiếp theo là gì à, BVS này, những con này thì cứ chờ kéo lên khoảng 34 thôi. CTS thôi, những cái điểm như thế này thì chờ nó kéo lên quanh 30. Nam đánh giá với cái khối lượng và dòng tiền như thế này thì ngày mai nó sẽ kéo. Kéo lên là để cho mình cơ cấu xem có nên bán hay không, chứ không phải kéo mà để mua nha. Anh chị lưu ý có những cái điểm chúng ta thấy cổ phiếu tăng lên để chúng ta canh cơ cấu. Những cái điểm chúng ta phải chờ nó ra vào tiền và nó kéo thì chúng ta mua. À, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mua bán được cổ phiếu trong lúc mà dòng tiền nó vào. SBS như thế, những con này đối với cái cách đóng cửa như thế này thì ngày mai xác suất kéo lên là khá cao, đâu đó khoảng 15.5. Tiếp theo chúng ta nhìn về MBS này, hôm nay đẩy ra một cái cây tích cung như thế này là khá ổn. Thì lúc này cổ phiếu nó đã có 3 phiên đi ngang ở đây rồi, 2-3 phiên đi ngang và có một phiên mới về dòng tiền, thì kỳ vọng nó sẽ kéo lên quanh 36 cho anh chị. Bởi vì do là bên mình hiện tại thì chưa đánh vào dòng chứng khoán nên là mình sẽ chờ đợi những cái điểm tốt hơn. Bởi vì lúc này cũng như đã chia sẻ thì bên mình đánh tập trung chủ yếu vào banh và thép và VN30 là chính, nên là những cái điểm của những dòng cổ phiếu như thế này thì mình chỉ nên quan sát và chờ đợi dòng tiền phía sau. Có thể bên mình sẽ tham gia khi cổ phiếu nó có những dấu hiệu tốt bất định, còn trong giai đoạn này thì mình chưa vào. À, lưu ý ORS này, những con này Nam nghĩ là mức độ đeo bám là tương đối là khá nhiều, nên thông thường nó đã bứt qua được mẫu hình mà nó không được chạy mạnh thì cho thấy ba phiên này độ đeo bám của nó là khá lớn, nên là nếu anh chị nào có lãi thì ưu tiên là mình nên giữ cái phần lãi cho nó tốt nha. Còn những cổ phiếu nó đã bứt qua mẫu hình đó là một trong những trạng thái tốt, bứt phá mà kéo giá không lên được mà khối lượng lại gia tăng như thế này á, mà hôm nay còn có một đáng lý hôm nay phải là một cái phiên bứt mạnh thì nó mới đạt, còn hôm nay nó quay đầu như thế này thì anh chị có thể lưu ý là những cái điểm như ORS thì nhớ là mình phải dựng lại cho nó tốt thôi. Còn lúc này cái việc mua ra bán vào cổ phiếu thì mình sẽ không tư vấn cho anh chị nhà đầu tư tại YouTube. À, anh chị lưu ý bởi vì những cái điểm này là điểm mua, còn cái quá trình chốt lại phía sau rất khó nói vì có rất nhiều phiên cổ phiếu bứt lên. Anh chị để một, hai, ba phiên phiên này bùng nổ mà nó bị kẹt về khối lượng rất lớn và giá không tăng mạnh thì đòi hỏi phiên này nó phải tăng. Để làm gì? Để nó xác nhận là phiên này nó hấp hàng, nhưng mà phiên này nó đỏ là cho thấy áp lực bán nó khá lớn. À, anh chị lưu ý những cái điểm của dòng chứng khoán nha. Tiếp theo chúng ta nhìn vào bất động sản, là cái đất xanh.
tăng nghỉ này, tăng tiếp. Tôi thấy những cái điểm nghỉ như thế này chúng ta đừng hoang mang, thấy nó nghỉ phiên sợ quá bác ra bán nên nó tăng ở rất dở, mà dòng tiền vào ok thì mình kỳ vọng cho đến giờ khoảng mức giá khoảng 23, sau đó nó sẽ kéo lên 25 cho anh chị nào nhà đầu tư chúng ta cầm nắm nha. Tiếp theo là gì ạ? Nam Long, những con này nó bứt lên gặp phải đỉnh trước mà nó quay đầu như thế này, áp lực bán nó tương đối lớn. Thông thường những mã này thì anh chị nào có thì nếu không vi phạm gì thì nắm cũng được. KDH ha, nhìn chung là cũng ok, đóng cửa mà tạo cái cung như thế này là một phiên nghỉ tốt, kỳ vọng nó sẽ kéo vượt 44 là kéo lên 46 cho anh chị. Đích những mã này thì mình không có nói nhiều và phân tích nhiều được, vì lúc này cổ phiếu mình đánh giá là sau khi nó phát hành loãng này kia bứt phá này, dòng tiền áp lực bán lớn này, nếu mà những gì mình biết thì nói chung là mình không có ý kiến về con đích nha, anh chị nào có thì nắm thôi. NTL thì đối với những cái giai đoạn này thì chờ mức giá target ngắn hạn là 38 cho anh chị nào nhà đầu tư cầm NTL nha. Đạt Phương thì cổ phiếu chạy nước rút, nó đã xuất hiện những cái phiên bị bán như thế này thì các phiên phía sau là anh chị phải bán. Anh chị lưu ý từ giá 60 trở lên là mức target rất là phù hợp với EVG nè. Anh chị chọn một cái mức để mình ra thôi, không bán ngay đỉnh đâu. Tránh trường hợp nó tạo đỉnh bay, clean mắt nó quay đầu là anh chị mất rất nhiều đấy. DRH này, những con này thì hôm trước em chia sẻ rồi, chắc giờ không phải nói lại đâu. Quá trình tăng giá nó phản ánh rất nhiều vào trong những cái mà hôm trước mình phân tích. Anh chị nào chưa có phân tích về DRH thì anh chị coi lại cái video ngày 4 tháng 10 thì mình có phân tích con DRH ở đó rồi nha. Hà Đô này, nay quay và test là những mã này VN30, tiền nó vào VN30 là những con này bị bán ngay, vì nhà đầu tư người ta có lãi là người ta bán, người ta chạy sang những mã khác. Thông thường hôm nay nó bị bán như thế này là cá nhân bán, hôm nay phiên này là gọi là cá nhân bán, cá nhân cắt và chốt lại để bắt đầu quay sang những cái mã kia, và dòng tiền là có sự chuyển hóa, thì thông thường những mã nó quay đầu như thế này thì cầm được thôi, chứ còn không có điểm, không có cái điểm mua mới nào cả. Dư địa của nó thì ở đây còn có khả năng tăng tiếp hay không đó, là đó là một cái câu hỏi mà anh chị phải chờ những vận động tốt hơn. Vì lúc này lượng cung của cổ phiếu nó còn đang rất là nhiều, nhà đầu tư bây giờ đang thêm khác để bán đó, để lao vào những cổ phiếu VN30 thì thông thường áp lực bán của những con này sẽ lớn. Thì thông thường như Nam nói, những con này thì nếu nó tăng thì là phù hợp cho anh chị là chúng ta cầm thôi, những con này không có điểm thở ra được cái điểm mua mới cho anh chị nào nhà đầu tư chúng ta tham gia. Anh chị lưu ý nha. Tiếp theo chúng ta nhìn vào phân bón này, Đạm Phú Mỹ này. Ở đây là một phiên tích lũy lại sau khi rũ và test đáy và test đỉnh thôi, không có gì mới, chưa nói lên vấn đề gì ở cái phiên này cả. Đạm Cà Mau cũng thế, đây là sau hai phiên giảm, đây là một phiên hồi phục thôi, không có nói được vấn đề gì. Dòng tiền ở đây không bùng nổ, mức độ giá không tăng quá mạnh mà là chỉ nó giảm hai phiên, thì phiên là đánh gọi là đánh lỏng này, giai đoạn đánh như thế này gọi là lỏng này, đó là không tích lũy mà nó giảm sốc này. Lên sốc để thu hút cung cầu vào đây thôi, chứ không phải là những cái điểm để có cổ phiếu có thể bứt phá hay không. Và những cái điểm như những cổ phiếu là phản ánh vào trong quá trình mà nó được hưởng lợi và cái lợi nhuận của nó rồi, thì thông thường trong giai đoạn này thì anh chị cứ tìm một cái điểm nào đó là chúng ta rút lại thôi, chứ còn những cái điểm như thế này chúng ta không mua mới được đâu. Anh chị lưu ý nha. Last này, những con này đang bị yếu, thông thường những cái mã như thế này xác suất nó rơi cao hơn là tăng, khoảng 60-70% là sẽ rớt ha, tăng lên nó sẽ hơi khó. BFC làm thế, những con này rớt 1 2 3 4 thì đây chỉ là một phiên hồi phục thôi, đâu có phải là một cái điểm gọi là tăng giá đâu. Đó một số những cái anh chị lưu ý. Khu công nghiệp hôm nay có sự điều chỉnh này, GVR này, anh chị thấy không, lúc này cổ phiếu nó sẽ điều chỉnh quanh cái vùng này, không có yếu tố tăng giá quá mạnh, nó là tăng trước rồi thì các quá trình này nó sẽ điều chỉnh. KBC này, ấy dòng tiền nhà đầu tư bắt đầu, đây là nhà đầu tư cá nhân bán ra này, đã lao vào những cổ phiếu ngân hàng chúng ta hết tiền rồi. Thì anh chị lưu ý những cái điểm này cổ phiếu điều chỉnh là bình thường, không có gì phải lo lắng. Long Hậu này, đấy những con này hôm nay dòng khu nghiệp điều chỉnh sau một khoảng thời gian là tăng nóng, dòng tiền liên tục xoay chuyển qua con này xong chạy sang những mã khác. IDC này, đấy áp lực ở đây bắt đầu có rồi, thì thông thường những mã này bắt đầu khối lượng nó bắt đầu gia tăng rồi. Anh chị có lại phải luôn luôn tỉnh táo với những giai đoạn này nha, những giai đoạn này là những giai đoạn chúng ta phải tỉnh táo đấy. ITA này, những cổ phiếu là test là cái vùng giá 7.5 ở đây thì Nam nghĩ nó sẽ có nhịp bứt thôi, đây nó đang vào cái pha test và pha chỉnh của Nam đã hướng dẫn cho anh chị rồi, vì thế là những cổ phiếu này chưa xấu này, khối lượng của nó tương đối nhỏ thì anh chị có thì cái nắm, chưa có ảnh hưởng gì thôi. Cảng biển Zemandes lên tới cái vùng 52, áp lực của nó bán khá lớn, nó đã có một lần bứt phá không thành công thì thông thường nó sẽ tích lũy trở lại quanh này, tăng tiếp nó sẽ mất thêm một khoảng thời gian nha. HAH này bứt lên này, giá khối lượng tăng mạnh mà phiên hôm sau là quay đầu như thế này là hơi mệt. Thông thường những cổ phiếu là test đỉnh và bắt đầu có yếu tố quay đầu và khối lượng tương đối to thì thông thường là anh chị phải nắm bắt số các yếu tố về mặt là có lãi, là phải luôn luôn phải tỉnh táo và chặn những cái phần lãi nha, đừng để nó quay đầu quá sâu là rất khó xử lý cho anh chị nhà đầu tư trong các giai đoạn sau.
Anh chị lưu ý những con này nó đã lên giá 70 rồi, quá cao rồi. Nói chung là để phân tích nó chút sau này nó sẽ hơi khó, và chúng ta chỉ nói về một điểm là có mua được hay không thì không, nhưng mà nếu bán thì anh chị nên chặn lại thì đang nghĩ sẽ tốt hơn. Dệt may này, TNG này, một phiên hai phiên quay đầu này. Thì đây là vùng tích lũy của cổ phiếu, đây là hai phiên áp lực này, khả năng tăng giá của nó khó, mức độ đeo bám ở đây khá nhiều. VGT, cái vùng áp lực, vùng kháng cự này là tương đối lớn nè, 22 cũng là tương đối to, mà dòng tiền bây giờ nó đã hút ngược vào VN30 thì khả năng những mã này năm đánh giá là còn rất khó tăng. Vì bây giờ hút làm sao được, bây giờ anh những mã này làm sao hút bằng banh, đúng không ạ? Banh mà nó đã hút tiền vô thì nhà đầu tư người ta thích banh lắm, chẳng qua là có sóng hay không thôi, có sóng thì người ta đánh thoải mái, đúng không? Bây giờ có ai nói gì mà banh xấu đâu, banh này tăng à tốt cả. Nên anh chỉ lưu ý là VN30 lúc này cái mức độ hút tiền của nó rất là cao, và chẳng qua những mã này này trong lúc VN30 nó nghỉ hoặc là những cổ phiếu kia nó không được hút tiền thì nó mới chạy sang những dòng này, chứ những dòng kia nó khởi động trở lại là dòng tiền nó sẽ quay trở lại VN30 rất ok đó, anh chị lưu ý nha. Thủy sản này chúng ta đã FMC này, mã này hôm nay bắt đầu gặp điều chỉnh thôi, không xấu, anh chị nào có thì nắm. Hôm nay nó được khối ngoại mua mà nó rớt như thế này, năm nghĩ là chắc mấy phiên này đeo bám là khá nhiều. Anh chị lưu ý những cái điểm này nó không mở ra mua mới, có thì nắm thôi. ANV vùng này là kháng cự nó thì điều chỉnh là bình thường. ASM này, những con này điều chỉnh trở lại khi gặp kháng cự này. Đối với những mã này nó phải đòi hỏi bứt lên giá 17 thì nó mới đạt, còn nếu nó không bứt được thì thôi. Tiếp theo anh chị nhìn vào một số cái cổ phiếu cao su DRC bứt lên này, chỉnh lại hai phiên khá mệt mỏi thì con này đang nghĩ là nếu nó hồi lên được khoảng 35 anh chị nên cơ cấu qua mặt khác đi. DRI những con này trend nó vào thì kỳ vọng nó sẽ kéo lên đâu đó khoảng được giá 15 cho anh chị nhà đầu tư nha. Lúc này những cổ phiếu nó không mở ra điểm mua đâu, nó đã có một nhịp rũ nè, đi lên nè, có điểm nhấn nè, thì lúc này cổ phiếu nó chỉ kéo chứ không phải là để mở ra điểm mua. BHR đấy, con này chị kỳ vọng nó sẽ kéo lên được quanh 56 cho anh chị chúng ta bán ra, không mở được điểm mua những cái mã cổ phiếu như thế này. Một số anh chị hỏi em về dòng đường này, chúng ta có gì SBT anh chị nhờ phân tích đúng không? Đối với những cái mã như thế này, một là có quá trình đánh của nó rất lỏng, và hai là con này là con bó cung, nên là các quá trình mà anh chị nắm được cái mã này có lãi thì anh chị nên chặn, còn các quá trình là cái vùng giá 24 của nó là áp lực bán nó rất lớn và rất nhiều lần nó không vượt qua được rồi. Một là hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, và đây là lần thứ bảy nó tiến lên vùng này. Nếu nó không thành công thì anh chị bạn nên nghĩ tới cái việc là nên cơ cấu nó ra, đừng nên đua vào trong những giai đoạn như thế này. LSF con này thì cái thế nó khác nha, lên nè chỉnh thì nó vẫn tăng thì cái trend và xu thế của nó úp thì anh chị cứ nắm. Và các quá trình mà rơi rớt điều chỉnh của nó rất là sốc, nhưng mà total thì nó vẫn tăng và trend nó không có yếu tố bị gãy thì anh chị cứ nắm giữ thôi. Đó là một số cổ phiếu dòng đường. QNS con này sẽ lên nè, rủ thì total nó vẫn tăng, nó đang test lại đỉnh cũ, thì con này cái trend tốt như thế này thì anh chị cứ nắm thôi, không có điểm mua mới cho anh chị nhà đầu tư đâu nha. Anh chị nên chú ý vào những cái mã có dòng tiền mới hơn là những mã cổ phiếu như thế này, nó sẽ bo 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 lên theo một dạng cơ bản nào đó chứ bản chất nó không có lên sốc hoặc là nó không có yếu tố dòng tiền FOMO đó. Trong lúc này những con này anh chị phải nắm một khoảng thời gian rất lâu thì mới có một sinh ra một mức lợi nhuận đủ lớn, còn nếu mà đánh ngắn là chúng ta chú ý mà chúng ta đu vào đây nó chỉnh cả là chúng ta rất là mệt mỏi. Anh chị lưu ý. Tiếp theo mình sẽ nói một số điểm cổ phiếu đầu tư công, ta có LCG này. Ở đây có hai nhịp test đỉnh không thành công nha, đây test đỉnh như thế này là hai đỉnh như thế này là không thành công, nhưng mà trend của nó vẫn chưa gãy, nên anh chị nào có thì cứ kiên nhẫn nắm giữ thôi. Hút những mã này thì đang tích nền, nắm con này và nắm lâu, những mã này anh chị nắm mà đánh ngắn hạn rất mệt mỏi nha. CII những con này vẫn tích lũy quanh mức giá 19, thì đối với những mã này thì khi nào nó bứt qua giá 19 nó kéo lên 20 thì nó có xác nhận sóng, thì đúng là chúng ta nên chờ. Chưa xấu HHV, anh chị thấy khi những cái con này càng bu càng mệt nè, đúng không, áp lực bán cái vùng này rất là lớn, và nó là con này là một trong những cái con mà nhà đầu tư hỏi mình nhất, không hiểu vì sao mà con HHV là bị bu nhiều đến như vậy nè, thấy nó đánh lỏng quá, khối lượng rất rất lớn, khối lượng không về bị kiệt đi, cho thấy nhà đầu tư kẹp rất là nhiều, mà thông thường nhà đầu tư kẹp nhiều quá là cổ phiếu rất khó tăng, trong khi những cái mã như banh nó rủ mấy cây nhà đầu tư nhả hết là nó tăng rất là thoải mái, nó tăng vù vù, nó tăng rất là nhanh, nó tăng áp lực bán nó ít lắm. Còn những cái mã này tăng lên nhà đầu tư kẹp nhiều người ta về bờ, mà thông thường á mà tổ chức người ta đo được cái lượng nhà đầu tư mà người ta bị kẹp lỗ nhiều quá là nó bán ra được cái vùng này, bởi vì anh chị phải biết là khi anh chị mua vào thì có ai bán ra, một là cá nhân có lại bán ra, hai là tổ chức người ta bán ra, hàng nó mới chuyển từ tay của người ta sang của mình, là mình đổi tiền lấy cổ phiếu mà nó bán, nếu mà chúng ta xác định nó bán vùng này á thì sao vùng này mà nó mua lại, thông thường nó sẽ đạt một cái thủng giá 20 về giá 18, anh chị cắt lỗ nó sẽ mua lại cái vùng này.
anh chị lưu ý nha. Một số mã cổ phiếu khác nha, Dabaco hồi được 1-2 cây nè, rất là rất thê thảm luôn, khối lượng cực lớn bùng nổ nè, kéo mấy phiên ở đây, khối lượng đây là khối lượng đeo bám nè. Vì thế đối với những mã này như Nam đã nói, thông thường những mã này nó phải bất định, khối lượng lớn thì mà đánh, còn nếu mà chúng ta mua dưới những cái vùng như thế này, xác suất chúng ta thua nó cao. Anh chị lưu ý nha, đó là giải đáp một số cái câu hỏi mà anh chị hỏi Nam. VGI, những con này thì cứ tốt, cái thế của nó vẫn ok, thì anh chị cứ chờ cho ta biết khoảng 40. Hòa Bình nè, hôm nay có một nhiều rút chân, nhìn chung khá ổn mà khối lượng ở ngoài hơi lớn. Thì thông thường con này Nam chỉ nghĩ target ngắn của nó khoảng 17.5 thôi, nắm hơi xa thì mình sẽ không nắm, nếu là mình thì mình sẽ không nắm. Tiếp theo anh chị nhìn về EDC, trả lời theo một số câu hỏi. Đây nó đang tạo ra một cái điểm VCB tiếp theo, nếu mà thành công thì Nam nghĩ nó sẽ đánh rất mạnh, lên khoảng giá 32 lên 30, và cái quan trọng là nó sẽ tích lũy quanh giá 28 trong một khoảng thời gian. Anh chị lưu ý nha. Vì thế sau khi này do mình phân tích thì anh chị có thể thấy là không phải mã nào cũng tăng cả, mà đa phần chủ yếu là VN30 tăng giá, cổ phiếu trụ tăng giá, ngân hàng tăng giá, một số cổ phiếu la cáp tăng giá, chứ không phải mã nào cũng tăng. Và những cổ phiếu khác nó tăng thì nó lại không đi kèm với khối lượng, nó không cho chúng ta một sự xác nhận và mặt dòng tiền để chúng ta có thể yên tâm để tham gia. Mà đa phần những cổ phiếu tăng giá đều là những cổ phiếu mang yếu tố là VN30 và dòng tiền thật sự tham gia, thì đó là một trong những trạng thái tốt. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta nên đi tìm như thế nào trong cái giai đoạn này sao cho nó phù hợp, nắm giữ tỷ trọng ra làm sao, và những cổ phiếu chúng ta cầm nắm nó phải có trong rổ VN30 hay không, để chúng ta có một sự chắc chắn nào đó nhất định và nó đủ lớn để chúng ta có thể yên tâm đánh cái sóng này. Và đối với một cái phiên mở biên mà tăng điểm như thế này thì Nam đánh giá là khả năng ngày mai thị trường chúng ta sẽ gặp một số cái áp lực nhất định. Nam nghĩ là nó không lớn nhưng mà nó sẽ có một cái áp lực bán đâu đó là nó nhất định một cái khoảng nào đó khoảng quanh 1.400, áp lực quanh này thì Nam nghĩ là nó sẽ có. Vì khi nó có thì các quá trình điều chỉnh của thị trường hoặc là cổ phiếu nó bình thường thì anh chị cứ cầm cầm nắm. Nếu mà anh chị mà chúng ta sử dụng margin trong các giai đoạn phía dưới thì nên lợi dụng cái đà tăng giá tiếp theo và là mở gap vào ngày mai của thị trường để chúng ta bán hạ các phần margin đi và chúng ta cầm nắm một cổ phiếu bằng tiền mặt. Và cái quan điểm của Nam cũng như đã chia sẻ với anh chị nhà đầu tư rồi, thì lúc này mình chỉ cầm nắm, bởi vì mình kỳ vọng thị trường cổ phiếu lên thì mình chỉ cầm nắm danh mục đã có, giá mình đã mua, thì lúc này mình sẽ cầm nắm và chiến đấu cái giai đoạn sóng tới là cho nó tốt nhất. Ví dụ nó nghĩ là tìm điểm mua rồi tăng, mình lại bán ra để mình làm gì, để mình lướt trên cái phần sóng đó. Còn nếu anh chị nào không thích lướt thì mình cứ nắm giữ cổ phiếu thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì quan điểm của mình là khi mình đã nắm được những cái chân một số con sóng thì mình tính thâu cho nó thâu suốt thôi. Còn nếu mà chúng ta ở trong trạng thái mà chúng ta đánh chật một số cái điểm thì xác suất chúng ta gặp nhiều áp lực và là bỏ qua rất nhiều chi phí cơ hội thì nó sẽ rất là cao. Nên là giai đoạn này thì chúng ta cần phải đánh giá lại dòng tiền để chúng ta có những cái yếu tố về mặt danh mục, rồi là khả năng giao dịch, hệ thống giao dịch sao cho nó tốt nhất. Còn nếu anh chị nào mà chúng ta chưa có một cái hệ thống giao dịch nào đó phù hợp thì anh chị có thể liên hệ với ba bé trợ lý phía dưới cái video này, có cái phần mô tả thì các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta vào group để đánh cùng Nam trong cái dịp tới. Anh chị lưu ý ha. Ok, thì cùng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, cũng như là nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ Nam ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự bùng nổ tiếp tục của thị trường vào ngày mai. Và hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai.